Võ Thần Chúa Tể chương 5670, giao ra Dương Giang Nhân. U Minh Đại Đế đối với tầng trần khí tức không thể quen thuộc hơn, mặc dù trước mắt cái này mấy thân ảnh cực kỳ mơ hồ, nhưng U Minh Đại Đế một mắt liền nhận ra, cái này mấy đạo thân ảnh mơ hồ bên trong người đầu lĩnh chính là tầng trần. Ngoài ra, tại tầng trần bên cạnh còn đứng một tôn tản ra khí tức âm lãnh đen như mực thân ảnh, U Minh Đại Đế căn bản không cần đi xem liền có thể đoán được thân ảnh này chắc chắn chính là tiểu ma tử đến nổi một đạo khác khí tức, hẳn là ngục long đại đế, mà ở bọn hắn ba đạo khí tức phía trước. Còn có hai đạo có chút yếu ớt khí tức. Cái này hai đạo khí tức là ai? U Minh đại đế híp mắt, cẩn thận xem xét, nhưng mà ma hài đại đế căn bản không dám tới tầng trần bọn hắn quá gần, cho nên nhìn trộm trở về hình ảnh cực kỳ mơ hồ. U Minh Đại Đế chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy còn dư lại hai thân ảnh trên thân đều phát ra lấy dương gian khí tức, hơn nữa khí tức kia cực kỳ yếu ớt hiển nhiên là liền đại đế đều không phải là vô cùng có khả năng chỉ là siêu thoát cấp cường giả tần trần tại sao lại để dương gian hai tôn siêu thoát xuất hiện ở trong tử linh trường hà u minh đại đế nghi ngờ trong lòng chân mày hơi nhíu lại hắn nhưng là biết rõ đi theo tần trần ngoại trường ngục long đại đế ít nhất còn có thái âm minh nữ cùng bắt đầu mị đại đế cái này hai tôn đại đế cường giả nếu là cần người giúp đỡ mà nói chỉ cần đưa các nàng hai cái triệu hoáng đi ra liền có thể căn bản dùng không đến tìm hai cái dương gian siêu thoát tới ra tay. Hơn nữa tử linh trường hà trung sức mạnh cực kỳ khủng bố, đồng dạng siêu thoát căn bản là không có cách ở nơi này tử linh trường hà chỗ sâu sinh tồn, tần trần đem bọn nó gọi tới mục đích là cái gì? Không chỉ có là U Minh Đại Đế, ngũ nhạc Minh Đế bọn hắn ánh mắt cũng cực kỳ cay độc. Mặc dù thấy không rõ trong hình mặt người cho, nhưng là có thể cảm giác được tầng trần trước người cái kia hai đạo khí tức cũng không mạnh, không đợi trong lòng bọn họ nghi hoặc tiêu thất. Trước mắt bao người, đám người liền thấy trong đó mấy đạo khí tức khá mạnh thân ảnh rơi vào trong đó một đầu phát ra dương gian hơi thở yếu kém thân ảnh phía trên, tiếp đó tại nơi khổng lồ yếu kém thân ảnh dẫn dắt phía dưới, vậy mà đâm đầu thẳng vào đến tử linh vòng xoáy bên trong. Hình ảnh đến nơi đây im bặt mà dừng. Tại chỗ rất nhiều đại đế nhìn thấy hình ảnh như vậy, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Các ngươi thấy được không? Mới vừa rồi là không phải cái kia một đạo liền đại đế đều không phải là khí tức suy yếu thân ảnh, đem mặt khác mấy đạo khí tức đều đưa đến cái này tử linh vòng xoáy. Có đại đế thì thào mở miệng, cái này tử linh vòng xoáy, liền hậu kỳ cấp đại đế quỷ tu cường giả cũng không dám dễ dàng tiến vào, trước mắt hình tượng này bên trong lại có một tôn liền đại đế đều không phải là dương gian hư ảnh, đem mặt khác hư ảnh đều mang theo đi vào, cái này khiến đám người như thế nào cũng không dám tin ánh mắt của mình không ít đại đế thậm chí nhìn không được xoa nhẹ dưới mắt con ngươi ma hài đại đế hình chiếu của ngươi là thật sự có đại đế khó có thể hỏi đương nhiên là thật không tin chư vị có thể kiểm tra ma hài đại đế vội vàng nói căn bản vốn không cần kiểm tra ngũ nhạc minh đế bọn người liền biết hiểu hình tượng này tuyệt đối là thật sự ở tại bọn hắn trước mặt Ma Hài Đại Đế căn bản giả tạo không được bất luận cái gì hư giả hình ảnh, Minh Tàng Đại Đế liền nói, lúc đó ta đang tại Bế Tử Quan, Ma Hài Đại Đế tìm được ta sau đó, liền cho bức tranh này của ta mặc, ta lập tức liền nhận ra đây cũng là trước đây mang theo U Minh Đại Đế trở lại Minh giới dương gian người. Cho nên mới chạy tới Hoàng Tuyền Sơn tìm chư vị. Ma Hài Đại Đế liền gật đầu nói, Minh Tàng Đại Đế bây giờ tọa trấn Tử Linh Trường Hà, lúc trước hình ảnh kia quá quỷ dị ta mặc dù cùng minh có giấu một chút ăn tết nhưng đối mặt loại đại sự này điểm ấy ân oán ta tự nhiên không hề để tâm cho nên trước tiên cho minh tàng đại đế quan sát đám người gật đầu lý giải minh tàng đại đế là minh giới lão hảo quỷ toàn bộ minh giới duy nhất cùng hắn có xung đột chính là cái này ma hài đại đế nghe đồn tại thời đại viễn cổ minh tàng đại đế từng cùng một vị nữ đế quỷ tu từng có cảm tình kết quả bị ma hài đại đế nửa đường cướp đi Minh Tàng Đại Đế trước kia từng đuổi giết ma hài Đại Đế, về sau vẫn là tại Minh Nguyệt Nữ Đế Hòa giải phía dưới song phương mới bắt tay giảng hòa. Nếu nói Minh Giới ai khó nhất cùng Minh Tàng Đại Đế liên thủ gạt người, chính là cái này ma hài Đại Đế. Chỉ là vốn là đám người còn tưởng rằng mang U Minh đi tới Minh Giới dương gian người chỉ có một, nhưng nhìn hình ảnh kia, tuyệt đối không chỉ một người. Thế nhưng là, cái này dương gian người đến tột cùng là như thế nào tiến vào tử linh trong vòng xoáy? Hư ảnh kia mặc dù thấy không rõ. Thật đáng giận hơi thở liền đại đế đều không đạt đến A. À. Vẫn có đại đế khó có thể tin. Ta ngược lại thật ra có một ngờ tới. Minh tàng đại đế lúc này đột nhiên mở miệng, lập tức hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân. Minh tàng đại đế đạo, cái này tử linh Uyumi sinh ra cùng những thứ này tử linh nhóm có liên quan. Nếu là những thứ này tử linh điều khiển tử linh vòng xoáy cố ý nhường cái này dương gian người tiến vào đâu? lời vừa nói ra mọi người đều là cả kinh minh tàng đại đế mà nói hiển nhiên là nói cái này tử linh quốc độ tử linh cùng dương gian người có cấu kết trong chốc lát tất cả minh giới đại đế sắc mặt cũng là thay đổi nếu như nói những thứ này dương gian người là trong lúc vô tình xâm nhập tử linh vòng xoáy còn tốt nhưng nếu thật như lời bọn hán đoán những thứ này dương gian người là tại tử linh trường hà trung tử linh mời mọc tới chỗ này cái kia ý nghĩa liền thay đổi hoàn toàn U Minh Đại Đế, bọn gia hỏa này hẳn là mang ngươi trở về minh giới dương gian người A. À? Nói đi, bọn hắn tới minh giới mục đích rốt cuộc là cái gì? Ngũ Nhạc Minh Đế mắt sáng lên, lúc này quay đầu nhìn về phía U Minh Đại Đế, lạnh giọng nói, nói, cấu kết thâm uyên nhất tộc có phải hay không những thứ này dương gian người? Hiện tại bọn hắn không chỉ có cấu kết thâm uyên nhất tộc, lại còn cùng tử linh trường hà trung tử linh cấu kết, bọn hắn đến tộc cùng muốn làm gì? kèm theo ngũ nhạc minh đế thoại âm rơi xuống tại chỗ rất nhiều minh giới đại đế ánh mắt đều bỗng nhiên rơi vào u minh đại đế trên thân trong đôi mắt mang theo cảnh giác cùng ngưng trọng như ngũ nhạc minh đế lời nói thật sự vậy những này dương gian người đến tuyệt đối không có đơn giản như vậy u minh đại đế lạnh trên một tiếng hình tượng này như thế mơ hồ ta nào biết được bên trong đến tột cùng là ai đến nỗi ngươi nói cấu kết thăm nguyên tộc nhân nực cười Vũ trụ Hải cùng thâm nguyên nhất tộc chính là tử địch. Bọn hắn há lại sẽ cấu kết thâm nguyên nhất tộc? Lời mặc dù nói như vậy, U Minh Đại Đế nhưng trong lòng cũng hồ nghi không thôi. Tần Trần tới Tử Linh Trường Hà mục đích, có phải là vì thay Tiểu Ma Tử tìm hắn người yêu, vậy hắn tại sao muốn tiến vào cái này Tử Linh quốc độ? Lại là tại sao cùng Tử Linh Trường Hà trung tử linh cấu kết với? U Minh Đại Đế mình cũng là lơ ngơ, trong lòng tràn đầy nghi hoặc nhưng hắn có thể khẳng định là tần trần bọn họ đích xác là tiến vào cái này tử linh quốc độ bên trong điểm này ma hại đại đế là căn bản không cách nào giả tạo đi ra ngoài hư chỉ cần chờ công phá cái này tử linh quốc độ giới bích hết thảy liền rõ ràng ngũ nhạc minh đế lạnh trên một tiếng sau một khắc hắn bỗng nhiên đưa tay từng đạo đáng sợ sơn nhạc hư ảnh trong hư không hiện lên hướng về phía phía dưới tử linh quốc độ giới bích chính là hung hăng rơi đập xuống âm âm đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang vọng đất trời cái kia tử linh quốc độ giới bích trong nháy mắt kịch liệt trung động phát ra ù ù tiếng oanh minh chư vị còn chờ cái gì còn không cùng nhau liên thủ đánh vỡ cái này tử linh quốc độ giới bích tìm hiểu rõ ràng minh tàng đại đế thấy thế vội vàng hét to lên tiếng chợt cũng liền ra tay tiến công đứng lên căn bản vốn không cần hắn mở miệng khác đại đế cũng đều nhau nhau thân hình thoát một cái hướng về phía phía dưới giới bích cường thế tiến công đứng lên. Trong chốc lát, toàn bộ tử linh quốc độ giới bích kịch liệt lắc lư, bạo phát ra kinh thiên oanh minh. Tại rất nhiều minh giới đại đế tiến công phía dưới, cái kia vô cùng vững chắc giới bích bây giờ nhưng là kịch liệt lắc lư, từng vết nứt không ngừng lan tràn, lúc nào cũng có thể phá tan tới. Dừng tay. Mắt thấy cái kia tử linh quốc độ giới bích liền muốn nứt ra. Đột nhiên một đạo quát chói tai âm thanh vang lên, sau một khắc, vô số tử linh khí tức từ cái kia tử linh quốc độ bên trong phun trào mà ra cấp tốc dung nhập cái kia giới bích phía trên không ngừng tu bổ giới bích chi lực cùng lúc đó vô số tản ra khí tức khủng bố tử linh trong nháy mắt hiện ra mà ra hiện lên ở giới bích sau đó lạnh lùng nhìn chăm chú phía trước ngũ nhạc minh đế bọn người dẫn đầu càng là một tôn tuyệt mỹ nữ tử ở sau lưng nàng nhưng là một đám trên thân tản ra khí tức khủng bố tử linh từng cái bộ dáng dữ tợn phẫn nộ nhìn trước mắt ngũ nhạc minh đế bọn người mà kia đầu lĩnh nữ tử dung màu kinh diễm mũi ngọc tinh xảo lông mày một đôi mắt càng là thủy linh động lòng người giống như trong đêm tối hai ngôi sao đồng dạng hấp dẫn người ta nhất chú mục nhưng là da thịt của nàng giống như hạo nguyệt đồng dạng trắng nõn cùng bình thường tử linh hoàn toàn khác biệt ở nơi này rất nhiều âm trầm tử linh bên trong lộ ra phá lệ nổi bật nhìn thấy đây tuyệt mỹ nữ tử tất cả đại đế cũng là hai mắt tỏa sáng, một ít đại đế lông mi chỗ sâu càng là toát ra tới một tia không rõ màu sắc. Ở nơi này minh giới nhiều năm như vậy, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế câu người đoạt phát sinh đẹp nữ tử. Ninh Mộc Giao ánh mắt lạnh lùng ngưng thị đám người, trầm giọng nói, chư vị, nơi đây chính là ta tử linh nhất tộc nơi ở, ta tử linh nhất tộc bị vây tử linh trường hà, cả đời không cách nào bước ra trường hà, chư vị cũng là cái này minh giới quỷ tu, chẳng biết tại sao đối với ta tử linh nhất tộc đồng thủ nàng thân hình đứng ngạo nghễ hư không thần sắc phẫn nộ đồng thời mang theo cảnh giác ngũ nhạc minh đế mắt sáng lên híp mắt nói các hạ là cái này tử linh nhất tộc thủ lĩnh ninh mộc giao lạnh lùng nói thủ lĩnh không tính là chúng ta tử linh nhất tộc đồng cam cộng khổ không có cái gì thủ lĩnh có chỉ là huynh đệ tỷ mùi ha ha hảo một cái huynh đệ tỷ mùi ngũ nhạc minh đế cười lạnh, nhìn hắn hai đầu lông mày nhưng là toát ra một tia ngưng trọng. Cái khác đại đế cũng là mắt lộ ra trầm trọng, bọn hắn cũng không nghĩ tới, cái này tử linh nhất tộc chẳng những thành lập quốc độ, hơn nữa tổ chức còn nghiêm mật như vậy. Phóng tầm mắt nhìn tới, từng tôn khác biệt tu vi tử linh nhau nhau tụ đến, sang sát nối tiếp nhau, sắp xếp có thứ tự, ở nơi này nữ tử nói chuyện thời điểm, vô số tử linh đều là không nói gì, chỉ là phẫn nộ nhìn bọn hắn chầm chầm, lộ ra cực kỳ có trật tự. Cái này căn bản là một cái cường đại tộc đàn cuộc khởi trước đây báo hiệu. Ngũ Nhạc Minh Đế lạnh lùng nói, bản đế cũng không cùng các ngươi nói nhảm, giao ra dương gian người, mở ra cái này giới bích để cho chúng ta điều tra một chút cái này tử linh quốc độ, như không có vấn đề gì, chúng ta tự sẽ rời đi. Đúng vậy, giao ra dương gian người. Mới vừa rồi không phải là có mấy tôn dương gian người tiến nhập nơi đây, chỉ cần các ngươi giao ra đối phương, đồng thời mở ra giới vực để cho chúng ta điều tra chúng ta đương nhiên sẽ không đối với các ngươi như thế nào nhìn thấy trước mắt cái này tử linh quốc độ không ít minh giới đại đế đều cảm nhận được một tiên nguy cơ mãnh liệt cảm giác bạn đang nghe truyện tại tán tu chúc bạn nghe truyện vui vẻ